13 luôn. 13 tuổi là mới vừa rồi luôn ha, là còn ở trên cam. Thì ai chỉ cho con live stream cái cách live stream đó, rồi vì sao con lại quay lại cái cảnh đó? Em biết luôn, tự nói hả? Tự nói anh luôn. Nhưng mà ai chỉ con live stream ở Facebook? Chùm cái xu quá sợ rồi lên nói anh. Tự biết anh vậy đó. À. Đó, gạo con mất hết trơn luôn. Không còn cái gì luôn. Tao chạy không đi luôn. Mất hết luôn. Nè. Tại clip đó thì Bùi Hồ vẫn cảm thấy rất là ám ảnh luôn. Rất là ám ảnh cái tuổi thơ. Có những cái lúc mà cái tuổi thơ nó làm cho mình nó nhớ mãi luôn. Và nó có những cái ám ảnh không bao giờ quên được. Và bản thân em cũng đã chứng kiến. Thì chân thành cảm ơn, trước khi vào clip thì chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị ha. Và con cảm ơn cô Chính với lại chú Chính rất nhiều đã cùng con để mà giúp cho gia đình của em soi vượt qua cái gọi là cái nỗi ám ảnh của cái cảnh mà giông gió ở dưới sông á. Thì thôi bây giờ tiếp theo thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng gia đình của em So và chú Chính quay trở lại hoàn cảnh của anh Nghé, là cậu của em So, để thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao một ít hỗ trợ chi phí để sửa lại chiếc ghe mới cô bác quý anh chị. Còn hôm đó cái máy qua bự bên đâu á, tao kêu nó đặt cái dân sông nước thì mới đi cái này quen nha. 20 triệu. Chứ dân mà không sông nước là đi trao đảo lắm. Tao tính đặt cái máy bên bển qua bên đây này, nó lừa tao 20 triệu tiền. Từ từ nha anh. Tao nghĩ đặt á. Thôi là để tao tới lọt cái dép là đi sợ. Anh lọt cái nguyên cái máy của em nó rớt xuống dưới luôn á. Rồi thôi. Con Chính con đi. Rồi, vui dữ không? Vui. Hả? Vui không? Vui. Vui sao nói nghe ơi. Cái gì cười hoài? Nổi không hoài. Hả? Cái gì cười hoài? Ủa nhớ mình đâu có ăn thịt cầy đâu mà. Kêu nó chói, chói lại, dụ nó chói lại, để con hồn nó lội theo nữa. Ở dưới sông là nuôi chó là mục đích là có người lạ lại nó sủa để nó canh cho người ta, tại vì ngủ ở dưới sông không có cửa nẻo gì trơn á. Cười nữa. Sao cười hoài vậy Son? Dạ hả? Em mừng quá. Mừng quá hả? Dạ. Nếu như anh hỏi thật ha, nếu như mà hai vợ chồng em mà làm lao động á thì bao nhiêu lâu mới có thể mua được cái chiếc ghe? Em nghĩ chắc cả đời cũng mua được. Sao cả đời? Tại vì làm việc làm hồ rồi trục trặc hoài, nghỉ hoài. Nó ít có, cũng như chạy ra đẳng rồi trục trặc rồi kêu mình nghỉ. Rồi ít có làm được lắm. Có nghĩa là mình gom tiền để dành dụm là không được đúng không? Dạ. Lúc trước là em cũng đâu mua nhà được đâu, nhờ người ta cho được cái nhà mà nó sụp hết trơn rồi chảy vài cái cây lên ở đỡ. Nhà ở đâu? Ở bên kia kìa, ở nhờ người ta cho ở đỡ. Dạ. Rồi cái về ôi, đây ở nhờ người ta cho á, người ta bỏ rồi người ta cho mình ở đỡ. Rồi mày chúc ta kịp thở lên nào cũng không được nhỏ. Rồi đó giờ có bao giờ cầm đến số tiền 20 triệu chưa? Chưa cầm tới 5 triệu. Chưa cầm tới 5 triệu hả? Thì nở dòng có ở cặp nhà cậu hay sao? Dạ ở cặp đó luôn. Cái cuộc sống ở đây á cô bác quý anh chị nó chết luôn rồi, hết xăng rồi chứ. Cũng có, nó tại cái máy này nó manh manh. Diễn tả hết cái nỗi khó khăn luôn á. Mà đa số kìa, ông cụ bà cụ đó kìa. Ở nhà này cũng có nhà nữa hả? Có người ở luôn hả? Cái này là cái nhà của cô hả? Cô bà bán cái nhà cho con đó. Bán nhà đớp để cho con đó. Nhà nào? Đó, cái nhà con đang ở. Bà bán ra cho con đó. Còn nhà này người ta cho bà. Trời ơi, đi xíu nó qua đó nhìn cái nhà đó cô bác quý anh chị đi. Khiếp không? Cũng quá vậy. Thầy lâu
Ủa hôm nay có chiếc ghe này mới hay sao ạ? Dạ, má quệ nữa đó. Ghe có ngon mùi rồi, nó chào anh tới quệ. Chào em. Cô quệ đẹp gái, cô quệ đẹp gái. Cô quệ đẹp gái là bạn nào? Cô nào? Cô nào không cánh đầu mày. Nó có xuống không? Ở đây nè, nè, nè. Quệ đó. Quệ lúc đó Nguyễn ngon. Dốc. Vậy anh nghe chị đâu? Nghe nói là chiếc ghe của mình muốn sập luôn hả? Muốn chìm luôn hả anh? Hôm bữa tát nó cắn không? Nó cắn không? Không, không đi ra. Kéo lưu vô coi. Sợ quá anh. Bây giờ bắt. Đây anh Nguyễn ơi, anh zoom lại chỗ này cho mọi người thấy cái miếng mốt chỗ này nè anh Nguyễn. Đó, thấy không? Sập xuống hết trơn à? Đi bước vô trong này em đâu rồi. Bước trong này nó mấy nữa. Bước ngoài này lại sập hả? Dạ. Sập. Đâu thử rồi, đâu bước đâu. Xin nó lên. Xin nó lên. Xin nó lên. Rồi hai vợ chồng có chiếc ghe rồi. Mai mốt ra ở riêng rồi. Có chưa? Có rồi. Rồi cảm ơn mua bụi chưa? Dạ. Cảm ơn anh chưa? Dạ không. Dạ qua đây đi anh nè. Anh nghe. Qua đây vô đây đi chị. Vô đây chị. Vô đây đi. Thì cái thôi không gầy anh chị tâm sự không gầy cái cơn bão áp thấp kìa rồi mà em đi mà đi dọc đường em đi mua không được luôn ở đây thì cái tình trạng sao? Dạ nó cũng vậy thôi, gắng chịu vậy thôi. Muốn chìm không? Nghe so nói là sắp chìm hả? Không chính biết rồi. Anh có thể nói lại cho mọi người biết không? Thì trời bão đó nước quá trời nhiều rồi đi bán ào ăn luôn nước á, lúc luôn. Lúc luôn. Lúc tới miếng nước nào bơm lên. Dạ. Lúc tới miếng nước là bơm lên. Dạ, bơm lên. Cái nó có cái ghe chạy nó che lại rồi, đúng không thấy? Che được cái mày á. Nó có cái ghe cho nó đậu dịch. Què đi luôn á. Không gầy nó còn vô nước nhiều không mình nghe. Thì vô dông thì vô vậy thôi, không dông gì nó đâu có vô. Thì bơm ngày cũng 2-3 cử. Ở hôm trước là em nói là cái việc mà mua cái phi mà để mà nẹp vô á. Anh không biết đâu, em hỏi thăm người ta, tao nói cái nhiêu biết nhiêu chứ. Cái nhiêu chị? Không biết, đâu. Không chính là phi mũ cái nhiêu không chính. Cái phi mũ nhiêu không chính? 400 mấy hả? Không biết chứ mình cũng phải xuống rồi. Cái này nẹp lại hai bên thấy đỡ hơn không chính? Rồi đây nếu mà vô từ trước tới sau cũng 8 cái à. 8 cái nó hơi yếu. Nếu mà ấy xong rồi khỏi cần cái mê đó luôn. Xài phi luôn. Xài phi luôn là bốn mỗi bên con thấy 4-5 cái được không? 5 cái gì? 5 cái được không chứ? 5 cái là 10 cái 400 là 10 cái 4 triệu. 4 triệu là 10 cái 4 triệu là nẹp được hay không chính? Khoảng 5 triệu nẹp được ha. 5 triệu mình mua đồ đi về. Dạ. Nữa anh nè là anh nè làm cái đó được không? Được. Thì tùy ý anh em muốn hỗ trợ nhiêu thì tiền cái 400 mấy mình em mua cái nữa có gì anh nẹp lại đi. Dạ dạ. Để thôi nó chìm mấy em bé nghiệp quá. Hôm trước là em đăng lên một cái clip mà có một cái đứa bé là con của anh. Dạ, này đâu nè. Bạn nào đâu ra đây coi bạn nó ra đây mắc cỡ ra đây nói chuyện ra đây ra đây nó chuyện cho chú nghe này chú ơi ở đây nè nói chú được con đây nè bán vé số còn nheo nhóc hết rồi mọi người nếu cảnh sớm Việt Kiều xây qua đây nè rồi con tên gì nó tên không con cứ nói đi con tên gì con tên Nhẫn hả con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi 13 tuổi thì chú rất là ám ảnh với lại cái tiếng la hét của con khi mà ba mẹ gặp cái cảnh là chìm xuồng thì lúc mà con bị chìm là bao nhiêu tuổi 13 luôn 13 tuổi là mới vừa rồi luôn hà là còn ở trên cam thì ai chỉ cho con live stream cái cách live stream đó rồi vì sao con lại quay lại cái cảnh đó tự làm biết luôn tự nói hả tự nói anh luôn nhưng mà ai chỉ con live stream ở Facebook chung cái xu quá sợ rồi lên nói anh tự biết anh vậy đó không còn cái gì luôn, tao chạy không đi luôn, mất hết luôn, nè, nhà cửa gì hết trơn rồi, đồ nãy giờ mới tỉnh ra má ơi, mất hết rồi,
nữa hả nè. Dám chơi nhà chơi cửa hết còn gì không. Bây giờ tới chỉ em lần nữa, lần này không chơi mà lặng luôn mọi người. Hết luôn rồi. Gạo con 5-6 bao mất hết. Nhịn đói ăn luôn rồi. Ở này em cho đi làm cái làm gì đâu. Đó, đó mọi người thấy chưa. Nhà cửa mẹ một đàn mẹ luôn mất hết. Được kịp luôn nè mọi người, còn ở nửa khúc xong nè, đó nè, đó nè, mọi người thấy không, mọi người thấy không, đồ dọn lên bờ không luôn, đó đi ra lớp, chớt lẹ, ở đây sao rồi cả chớt, trong chớt cái này luôn mọi người thấy không, đó, cỏ này mà không cho đi với mọi người, cái mà về bãi trong không còn cái gì luôn mọi người, chơi nào nó chơi giờ như xong luôn mọi người. Năm con lần dở của đồ không biết ở đâu mất tiền đâu luôn mọi người ơi. Năng lượng năm này bao nhiêu cái mắc hết. Đó còn cái năng lượng này lăn lấy lên nè. Đó mọi người thấy chưa, còn có cái năng lượng ở trên môi lăn lấy lên nè. Hai người lăn lấy lên nè. Đó cỏ này luôn con tóc rồi. Mà sao mà có ai chỉ con cái lời nói đó không? Không, không hả? Lúc đó thì cái cảnh đó thì con nghĩ đến cái điều gì nhất? Con không có nghĩ gì chân, sợ quá ngồi trong cái xô quậy đó. Sợ quá ngồi trên cao su là lúc đó có ai nghe không? Có mình nội con à? Có mình nội con rồi. Lúc đó con lạnh không? Lạnh nhiều không? Lạnh nó cùng cùng á, nó thấy nó làm nó cùng cùng á. Chứ chùm cái tấm đăng con học lớp mấy rồi? Học lớp 3. Học lớp 3, vì sao con lại biết livestream kêu cầu của mọi người thông qua mạng vậy? Con lúc mà sợ quá rồi con tự nói ơi luôn không biết sao. Yeah. Sợ quá trời lo cái không. Sợ quá trời cái tự nói ơn luôn. À nãy nha, có bà chị trên miên điện xuống nói vậy là nghe nó la biết con nít mà biết nói cả đó kêu cứu cả đó kêu lên livestream cả đó mình thấy lên đứt ruột. Con không gài, con có coi lại cái clip của mình mà chú đăng không? Không. Có coi cái clip của chú đăng không à, chứ coi mấy cái clip mà con quay không có coi. Ờ, sao không coi? Bây giờ là gió mạnh là nó sợ lúc lắm. Lúc đó nó chìm xuồng dữ ở đó nhiều không? Chìm hết nguyên đàn luôn á. Nguyên đàn luôn. Có rồi. Một cái ghe con với ghe bắt hai còn ở lỡ à. Mà chú nghe cái từ gì mà mọi người ơi chìm hết luôn rồi mọi người ơi, không còn cái gạo ăn gì luôn mọi người, chỉ còn cái gì đó tôi nói gì quên mất tiêu rồi ta. Còn gì quên à? Không có gì, không có gì con nói. Nấu ăn nhịn đói ăn nè. Rồi lời sau cái trận chìm đó thì có ai hỗ trợ con không? Không. Không hả? Thì mấy ngày sau gia đình của con sống như thế nào? Mấy ngày sau thì con lên bờ con ở luôn chứ. Lên đường xài nha chồng su. Dạ. Dọn lên đường xài của ta. Rồi cho em miếng tăng như nè hả? Lên đường xài trong cơ su. Dạ. Chồng miếng tăng lên thì ở chồng con cái lên đó đang ngủ luôn. Rồi cái cảnh đó là bao nhiêu ngày? Cũng 4-5 bữa à. 4-5 bữa rồi thấy chịu hết nổi rồi dọn xuống vỏ là trốn đi luôn. Cái sợ cái xài nó sập xuống á, trời mưa nó ưa quá. Đất anh chạy nó lỡ. Tao nói mẹ khi xài nó nhả xuống gầm 2-3 cây vậy đó. Nó văng cái xài xuống gầm vậy đó. 2-3 cây vậy đó nó nhả. Rồi kiến công vụ chào ở đây nhà. Nhớ giờ, tới khổ á. Cái cảnh đó bây giờ con còn ám ảnh không? Con còn ám ảnh không? Bây giờ vẫn còn sợ đúng không? Tại sao cái cảnh đó là mình có bị đói không? Không. Vì cái này tao đói. Về liền luôn, 4-5 ngày xong dạ, về liền. 4-5 ngày dẹp nhà dẹp cửa nó chìm không rồi là trốn đi luôn. À. Anh thấy bà đó bà cũng khổ lắm đó nghe. Bà chồng bà mới mất đó. Thấy nhà chưa? Dạ chút xíu đi. Bên đó đó đúng không? Đây kìa đó nhà dạ, sẹp chút đó. Xíu em qua. Anh lên ông kêu mình á dắt anh lên giùm đi rồi. Ấy tụi nghiệp nó ẩm tiếp này kia nọ cho gì quá trời khổ rồi bữa đó trời dâm một cái nữa nha sạc dâm bè một cái, nữa sạc bè nữa thì ước mơ sau này của con là con sẽ học lên con sẽ làm gì vậy YouTube không biết luôn mặn cái gì mình thương cái ngày gì nói con, chú con nghe cái gì không về thì con về đây thì so với cái cuộc sống của bên Campuchia thì như thế nào vui hơn. Con có còn lo lắng cái việc mà mưa gió nữa không? Còn. Còn à, vì sao? Tại vì đi bán vòng tới không biết sao đâu. Ngồi ở mai nửa biển nha. Ước mơ lên bờ.
Biết chừng nào được lên bờ. Mỗi ngày thì con có đi làm gì làm cái công việc của ba mẹ không? Lấy tiền mua cái thuốc chân chứ. Có, đi bán dừa với bà. Bán dừa với bà. Với mẹ chứ với bà. Nãy qua trời mưa quá trời nóng lạnh luôn đưa về. Cho có gian với ông Năm về. Có nghĩa là nghỉ hè rồi đi bán dừa với mẹ. Đâu có đi học được đó. Đây đâu đi học, học trên miên, nó biết chữ trên miên vậy đó. Về đây đâu học tiếng Cam vậy đó. Con biết tiếng Việt không? Biết hả? Có nghĩa là viết chữ tiếng Việt được không? À, đâu học tiếng Miên đâu. Học Miên vậy con, không có học chữ Miên. Học chữ Việt ở Campuchia. Dạ. Tôi có đòi cho mình đi học. Dạ. Tại vì eo hẹp á, không có cho học đến nơi đến chốn được. Nhưng mà anh Chánh nó cũng dạy phức tạp lắm, nó dạy nó ăn tiền mà mình có tiền thì mình học. Tiền rồi, không có tiền thì không đủ tiền cho đi học á. Học đóng sao? Có thằng này ha. Dạ. Học đóng sao anh? Đóng cũng như ăn ta ngày á, ngày như vậy, 1.000 hay 500 vậy tiền miên á. À. À 500 đó mà có bữa không có tiền cho đi học nữa. 500 là nó chỉ có 2.500. 2.500 tiền Việt, 3.000 tiền Việt. À có bữa không có tiền cho đi học nữa. Hello. Lâu. Đây là cái đứa bé mà trong cái đoạn clip mà Bùi Hồ đăng cách đây và tiếng cầu cứu của các đứa bé người người Việt kiều Campuchia, cô bác quý anh chị. Hôm nay thì mới gặp cái âm thanh rất là thảnh thót ở trong mưa luôn. Mà cái âm thanh đó làm cho biết bao nhiêu người ám ảnh về cái nỗi cực nhọc của các cháu, các bạn, các em là người Việt kiều cũng như là các chị, các cô ở đây. Nó miêu tả hết một những cái góc khuất, những cái khó khăn của người Việt kiều. Quay cái clip lên ai nghe ai cũng xúc động, nhưng lâu lâu con mở lên con chảy nước mắt luôn, làm như nó quá trời sợ rồi, làm như ám ảnh hoài. Thật ra cái quay con coi lại là con chảy mắt gì á, cái tiếng nói của Nhẫn á, không ai chỉ mà làm gì nó thoát ra từ cái việc mà mình bà làm gì khó khăn quá, vất vả quá, thậm chí là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống nhiều quá. Và đến thời điểm này thì chắc có phải lẽ là khoảng 5-10 năm sau, hoặc là vài chục năm sau, có thể là Nhẫn sẽ ghi nhớ suốt đời. Con nhớ cái hình ảnh đó, bây giờ con còn nhớ nhiều không? Ờ. Còn nhớ nhiều ha. Bây giờ trời trong trời gió nó sợ. Là trên đó là bị bao nhiêu lần bão chìm như vậy? Một lần thì trôi nhà, còn lần thì chìm. Một lần trôi nhà, lần thì chìm. Dạ. Ba lần. Lần trên bờ. Bây giờ tròn chín nè, chặt dưới. Bây giờ hôm nay bán dừa thì được nhiều tiền không chị? Hôm qua bán được có 100,000 gì đó. Bão mưa bán được 100,000-200,000 hả? Dạ. Rồi anh ghé bên đây làm gì? Đi đánh bắt hả? Bữa nào rảnh không gì đi giữa lưới. Bắt được mấy con cá, cá gì anh? Cá cày. Cá cày, ở đây người ta kêu cá chọc cháo, còn mình anh chở thì mình kêu cá cày. Dạ. Anh coi cá, anh bán thùng gà được mấy con thùng gà? Có cá chép đồ nữa không? Không. Cá chép mà mừ, có cá chép không mừ? Ủa có cá chép nữa hả? Có. Ôi trời. Ôi sao nhiều dữ vậy? Câu á, mấy bả câu á, ngày gì đang lớn. Câu để bán đó mọi người. Dạ, bán cho ta thả này kia nọ vậy đó. Ngồi xuống không? Cố gắng nha, cố gắng làm phụ ba mẹ nha chưa? Thưa cô bác quý anh chị, thì hôm nay thì thăm lại hoàn cảnh của hai vợ chồng của em So với lại Dầu á. Thì thay mặt cho cô Julie ở Mỹ, ở bang California của Mỹ, hỗ trợ $1,000 tương ứng với 23.500.000 đồng ở clip trước. Thì để mua ghe 20 triệu, còn 3.500.000 đồng thì hỗ trợ cho gia đình sắm sửa trong để trang trí trong cái chiếc ghe, cũng như là có vốn để làm ăn trong cái cuộc sống của cô bác quý anh chị. Thì tiếp tục hôm nay thì qua nhà anh Nghé, với lại vợ của chị, với lại đứa bé mà có một cái tim. Tức là mà ngay cả Bùi Hồ khi mà xem lại clip á, thì Bùi Hồ vẫn cảm thấy rất là ám ảnh luôn. Rất là ám ảnh cái tuổi thơ. Có những cái lúc mà cái tuổi thơ nó làm cho mình nó nhớ mãi luôn. Và nó có những cái ám ảnh không bao giờ quên được. Và bản thân em cũng đã chứng kiến cái điều đó. Có những cái ký ức nó không bao giờ nó không quên được. Cảm xúc hết trơn á. Thì hôm nay thì đến đây á, thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho cô Julie ở bang California của Mỹ hỗ trợ cho gia đình của chị là $250 tương ứng với lại là 5.875.000 đồng. Bao nhiêu đó thì để mình mua chiếc ấy mình gàn lại ha. Lần sau em lại làm thấy mấy cái thùng phi ở bên hông nha. Với lại thay mặt cho chị Kim Lành ở Thủ Đức là hỗ trợ cho gia đình của chị là 1.500.000 đồng, tổng cộng là 5.875 cộng 1.500 là 7.375.000 đồng.
thì em thay mặt cho hai mạnh thường quân hỗ trợ, cũng như là đợt rồi thì em cũng có hỗ trợ cho gia đình của mình đó. Dạ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 375.000 đồng. Thì em đưa em trao cho anh là 7 triệu 400.000 đồng ha. Thì anh sẽ mua cái phi để mà nẹp hai bên cho em để làm sao em có thấy, để cho cô Julie cũng như là mọi người có thể biết về cái thay đổi cái cuộc sống của mình á. Nẹp hai bên với lại nhờ cái nhờ chú á hướng dẫn cho anh mua cái phi ha để nẹp vô. Thì cũng khoảng 5 triệu thì còn dư lại được 2 triệu mấy mình tiếp tục mình làm vốn. Đợt rồi em cũng có thay mặt cho chú Phát hỗ trợ cho gia đình của mình ở Úc đó. 2 triệu đó. 2 triệu mình, cứ làm vốn mình gửi cho anh ha. Dạ mình cũng cảm ơn mấy cô đi. Cảm ơn mấy cô chú hỗ trợ cho mình giúp đỡ cho mình khổ ha. Giúp đỡ cho mình được cũng cảm ơn. Còn ở trên phần ở trên mình có lợp lại được không anh? Lợp lên được rồi đó. Rồi bây giờ trên một hết hả? Dạ. Chắc cũng khoảng 4-5 triệu gì nữa quá. Dạ. Từ 4-5 triệu nó đó, nó một cái chân nó cửa não gì. Chú à, chú Chính ở cái phần máy ở trên là lợp lại là nhiều tiền không? Nếu mà mua toàn máy đó, là nó hơi mắc. Là nó cũng phải 3-4 triệu. Khoảng hết luôn là khoảng 5 triệu đủ không? Vậy cây gì luôn hả gì? Cây luôn á. Cây mình chế chế lại. Cây này em chế, ông nội tôi chế nó mọc răng ra chứ. Ví dụ như chú Chính đây chú... là nó mọc răng rồi. Rồi đây đó là chế. Hết luôn là khoảng cây luôn khoảng nhiêu chú Chính? Nếu mà làm ra nếu mà nó gần không được như chú chú rồi. Ít rồi, nó có người giá 8. Luôn mà 10 triệu là thoải mái nhất hả? Mình anh điện xuống mình á, kêu mua phi đó, mình hỏi nghe em đó, nó cũng biết màn xuất đỉnh, mình hỏi màn hết cũng như lượt tên là tương như hết, nó nói ít nhất cũng từ 10 mấy 20 triệu. Đúng rồi. Nó nói màn bây giờ là đúng, đúng rồi thì bây giờ phi không hết 5 triệu rồi. Phần trên khoảng 10 triệu 15 triệu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Dạ được rồi, cộng dặn ở chân. Ai mình cảm ơn tiếp cho mình nhiều thì mình ăn ơn. Tiếp không nào bằng khúc nãy với nhà. Bây giờ trước tiên là làm phi trước đi. Dạ dạ. Nếu mà nó chịu mặn một cái chừng 7 8 bữa là rồi, mà đây khoảng lắm. Thở ngày nhiêu thầy, ngày tới 300 ngàn là không Chính? 350. Thở không? Ví dụ ông Chính lãnh được không? Có đâu, ví dụ mình ấy rồi mình mặn nhà được, mình cũng mặn được chút tích chút đỉnh. Sao đâu, ví dụ này chút đỉnh là mình mặn được. Khoảng 10 triệu là thoải mái nhất ha. Mình kêu mấy đứa em nó tiếp rồi mình cho gần, tiền cho gần 500 đô. Được 500 đô nữa. Để anh hỗ trợ mới nào thì mang ơn, mới lấy tạm lành từ từ lên. Bây giờ từ từ đi, bây giờ cũng còn nhiều cô chú anh chị thấy sao mà cái cuộc sống khổ quá. Thôi đi hôm nay á thì cũng gần 10 ngày em quay trở lại với lại gia đình của mình. Trên cái chiếc ghe của em So với lại anh Nghé. Thì thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ cho gia đình của em So có một cái ghe mới. Cho gia đình của anh Nghé thì có một cái chi phí để sửa ghe. Thì hôm nay thì thay xin chân thành cảm ơn cô Suli ở bang California. Xin chân thành cảm ơn chị Kim Lành ở Thủ Đức của Sài Gòn đã hỗ trợ với cái số tiền là 7.355.000 đồng của hai mạnh thường quân. Và chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, tất cả cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ từ trước đến thời điểm này. Thì chắc có lẽ là anh Nghé với lại chị sẽ nói một lời nào đó gửi đến quý mạnh thường quân ha. Kêu cái tên có kêu và em xin cảm ơn hai cảm ơn hết tất cả đây cô chú anh chị rồi đó, mình cảm ơn đi, cũng vô cùng cảm ơn anh chị. Thì mục đích đó là muốn hỗ trợ cho anh chị có một cái cuộc sống tốt hơn. Và đặc biệt là đang giai đoạn khó khăn như thế này thì trong cái cuộc sống sắp tới á thì anh chị cố gắng để mà mình phấn đấu vươn lên ha. Cái đó là cái quan trọng thì nhất. Bây giờ cũng như nói có tiếp khúc nào mình bằng khúc đấy. Dạ, tiếp khúc dưới mình bằng khúc dưới, tiếp khúc trên mình bằng khúc trên. Bằng xong đi chụp hình gửi qua cho em. Dạ. À, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Càng đi thì càng thấy khổ cô bác quý anh chị ơi. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Dạ.